Dưới bầu trời đầy sao, bạn có bao giờ ngước nhìn và tự hỏi, vũ trụ của chúng ta có thực sự vô hạn, hay một ngày nào đó, chúng ta sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của nó? Từ những lỗ đen xé toạc các ngôi sao khổng lồ, phát ra những luồng năng lượng mạnh mẽ, đến các tinh vân rực rỡ, như pháo hoa nơi những ngôi sao mới ra đời, vũ trụ là một bức tranh đa sắc với hàng tỷ thiên hà đa dạng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy, khoa học tiết lộ rằng vũ trụ không vô hạn, nó có một ranh giới. Liệu ranh giới đó có phải của vũ trụ hay là giới hạn về sự hiểu biết của con người? Hành trình khám phá hôm nay sẽ dẫn bạn từ lớp bên ngoài của trái đất đến nơi xa nhất mà nhân loại từng biết. Tưởng tượng vũ trụ như một búp bê Matryoshka khổng lồ, mỗi lớp mở ra một thế giới mới. Bắt đầu từ đường Kármán, ranh giới giữa bầu khí quyển và không gian vũ trụ, chúng ta sẽ vượt qua hệ mặt trời, nơi có những hành tinh quen thuộc như sao Hỏa, sao Mộc. Khi đến rìa hệ mặt trời, khu vực nhật quyển, heliosphere, bạn sẽ thấy gió mặt trời dần yếu đi, tốc độ giảm từ hàng trăm nghìn dặm mỗi giờ đến gần như tĩnh lặng. Tại đây, con tàu vũ trụ của chúng ta sẽ vượt qua lớp nhật bảo, heliopause, nơi gió mặt trời không thể chống lại áp lực từ không gian liên sao. Khi vượt qua sóng mũi, cánh cửa vào không gian liên sao, bóng tối bao trùm, và chúng ta chỉ còn lại sự tĩnh lặng của vũ trụ. Đây là nơi mà Voyager 1 và Voyager 2, hai sứ giả của nhân loại, đã khám phá ra rằng nhật quyển không đối xứng. Ở phía nam, ranh giới này gần hơn 10 AU so với phía bắc. Nhưng những điều thú vị còn ở phía trước, liệu vũ trụ có một bức tường cuối cùng, hay ngoài đó chỉ là sự hư vô tuyệt đối? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hành trình vượt qua mọi ranh giới, tìm hiểu xem liệu vũ trụ thực sự có vô hạn hay không. Đây sẽ là hành trình đầy hấp dẫn, mang đến những góc nhìn mới về nơi chúng ta gọi là vũ trụ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Khi con tàu của chúng ta lướt qua không gian liên sao, hành trình đưa chúng ta đến một điểm đặc biệt, một bức tường bao quanh hệ mặt trời. Bức tường này chính là đám mây Oort, một vùng không gian được cho là chứa vô số tiểu hành tinh và mảnh vụn vũ trụ, kéo dài hàng trăm ngàn đơn vị thiên văn, AU, từ mặt trời. Đám mây Oort là nơi các nhà khoa học cho rằng bắt nguồn của sao Trội và thiên thạch, những vị khách lạ đã nhiều lần ghé thăm trái đất trong lịch sử. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các vật thể trong đám mây này lớn đến mức con tàu của chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua mà không gặp trở ngại. Vượt qua đám mây Oort, chúng ta rời khỏi hệ mặt trời và tiến sâu hơn vào bóng tối của ngân hà, một thiên hà rộng hơn 100.000 năm ánh sáng. Với tốc độ di chuyển thông thường, một hành trình băng qua thiên hà có thể mất hàng tỷ năm. Nhưng với động cơ của chúng ta, việc lướt qua các ngôi sao và hành tinh tựa như một cuộc đua qua những cung đường vũ trụ, và chỉ trong vài phút, chúng ta đã tiến đến rìa ngân hà. Ở đây, không còn những cơn gió giữa các vì sao, chỉ có bóng tối bao quanh. Những đốm sáng nhỏ từ xa chính là các thiên hà khác, và chúng ta cần bản đồ vũ trụ để định hướng. Thiên hà của chúng ta, ngân hà, là một phần của siêu cụm Laniakea, nơi tập hợp hàng ngàn thiên hà. Nhưng ngay cả siêu cụm này cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong vũ trụ quan sát được. Khi thu nhỏ toàn bộ bản đồ vũ trụ, chúng ta có thể thấy rằng vũ trụ mà chúng ta biết không phải là vô hạn. Ranh giới tiếp theo nằm cách xa khoảng 10 tỷ năm ánh sáng từ trái đất. Một chuyến đi đến đó, ngay cả khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, sẽ mất nhiều thời gian hơn tuổi thọ hiện tại của toàn bộ hành tinh chúng ta. Trong thời gian đó, mặt trời sẽ hoặc mở dần thành một sao lùn trắng, hoặc kết thúc cuộc đời mình bằng một vụ nổ siêu tân tinh, phá hủy hệ mặt trời. Nếu bạn sống sót và quay về, bạn sẽ thấy rằng ngân hà đã hợp nhất với thiên hà Andromeda, tạo thành một thiên hà mới, dấu ấn của một vũ trụ không ngừng thay đổi. Chúng ta bắt đầu tăng tốc, không chỉ tiến về phía trước mà còn bề cống không thời gian xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, chúng ta đã đến đích, một siêu hư không, super void, một khoảng trống rộng lớn và lạnh lẽo trong vũ trụ, cách chúng ta hơn 1 tỷ năm ánh sáng. Nhưng điều gì đã để lại vết sẹo khổng lồ này trên vũ trụ? Một số nhà khoa học tin rằng nó có thể là bằng chứng của một vụ va chạm giữa vũ trụ của chúng ta và một vũ trụ khác. Hãy tưởng tượng, vũ trụ của chúng ta như một bong bóng khổng lồ chứa đựng tất cả các cụm thiên hà mà chúng ta quan sát được. Vậy nếu tồn tại vô số bong bóng khác, mỗi bong bóng là một vũ trụ song song, thì sao? Những vũ trụ đó có thể hoàn toàn khác với vũ trụ của chúng ta, nơi mà mỗi quyết định nhỏ nhặt của bạn có thể dẫn đến một thực tại khác biệt hoàn toàn. Siêu hư không có thể là kết quả của một bong bóng vũ trụ khác từng ghé thăm chúng ta. Khi hai bong bóng vũ trụ tiến lại gần, lực hấp dẫn của chúng tương tác, kéo giãn ranh giới của cả hai. Khi bong bóng kia tách ra, nó đã để lại một vết hồng khổng lồ trong không gian, chính là siêu hư không ngày nay. Nhưng nếu chúng ta muốn vượt qua ranh giới của bong bóng vũ trụ này thì sao? Câu trả lời có thể nằm trong những lỗ đen. Với lực hấp dẫn mạnh mẽ đến mức làm cộng cả không thời gian,
lỗ đen là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Theo lý thuyết, nếu lỗ đen tồn tại, thì lỗ trắng, đối nghịch hoàn toàn với lỗ đen cũng có thể tồn tại. Một lỗ trắng, thay vì hút mọi thứ như lỗ đen, sẽ đẩy mọi thứ ra ngoài và có thể là lối ra của một vũ trụ khác. Điều này nghĩa là bạn có thể bước vào một lỗ đen và xuất hiện ở một nơi hoàn toàn mới qua một lỗ trắng, vượt qua ranh giới của các vũ trụ. Vào năm 2006, các nhà khoa học đã phát hiện một luồng năng lượng bất thường cách chúng ta 1,6 tỷ năm ánh sáng. Không giống bất kỳ vụ nổ siêu tân tinh hay sự hợp nhất lỗ đen nào từng được ghi nhận, hiện tượng này được cho là một lỗ trắng mới sinh. Tuy nhiên, do không ổn định, nó đã biến mất ngay sau khi xuất hiện. Sự kiện này được ví như một Big Bang thu nhỏ, gợi nhớ đến sự ra đời của chính vũ trụ của chúng ta. Có thể vũ trụ mà chúng ta biết có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể vô hạn của đa vũ trụ. Và nếu chúng ta tìm ra cách đi qua những cánh cửa như lỗ đen hay lỗ trắng, thì những nơi mới lạ ngoài sức tưởng tượng vẫn đang chờ đợi để được khám phá. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ trái đất, ngôi nhà nhỏ bé mà chúng ta gọi là quê hương. Bên cạnh nó, mặt trăng vệ tinh duy nhất như một người bạn đồng hành trung thành trong vũ trụ rộng lớn. Rồi xa trái đất, chúng ta thấy hệ mặt trời, nơi các hành tinh xoay quanh ngôi sao mẹ của chúng ta. Tuy vậy, khi nhìn từ xa hơn, hệ mặt trời chỉ là một chấm nhỏ bé trong ngân hà. Đây là thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao, nhưng khi đặt cạnh vô số các thiên hà khác, nó trở thành một hạt bụi trôi nổi trong không gian. Tiếp tục, chúng ta đến cụm thiên hà, nơi những chấm sáng lấp lánh này không chỉ là các ngôi sao mà là các thiên hà đầy bí ẩn. Nhưng còn hơn thế, chúng ta bắt gặp siêu cụm Laniakea, một cấu trúc khổng lồ với hàng ngàn thiên hà kết nối với nhau như một mạng lưới vũ trụ. Xa hơn nữa, tầm mắt của chúng ta mở rộng ra toàn bộ vũ trụ quan sát được, nơi mới chậm nhỏ chứa hàng nghìn thiên hà. Các nhà khoa học tin rằng, toàn bộ vũ trụ này giống như một bong bóng khổng lồ, nhưng liệu đó có phải là tất cả? Họ suy đoán rằng, có thể tồn tại những vũ trụ khác bên ngoài, tạo thành một đa vũ trụ vô hạn. Một trong những dấu hiệu của khả năng va chạm giữa các vũ trụ được tìm thấy tại siêu khoảng trống Eridanus, một vùng không gian bí ẩn rộng 1 tỷ năm ánh sáng, nơi dường như không có bất kỳ vật chất nào. Đây có thể là vết tích để lại từ một lần va chạm cổ xưa với một vũ trụ khác. Có lẽ, chính cú va chạm đó đã để lại một vùng không gian bị xé toạc, nơi hàng ngàn thiên hà có thể đã bị phá hủy hoặc cuốn hút vào một vũ trụ khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một va chạm trực tiếp xảy ra? Sức mạnh của vụ va chạm này sẽ vượt xa bất kỳ sự kiện nào từng được biết. Tất cả các thiên hà ở rìa vũ trụ có thể bị phá hủy, các ngôi sao va chạm và các lỗ đen siêu lớn sẽ nuốt chửng mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của chúng. Cả một góc của vũ trụ sẽ bị đốt cháy trong cơn bão năng lượng khủng khiếp. Ngay trong vũ trụ của chúng ta, một vụ va chạm thiên hà lớn đã được định sẵn. Andromeda, thiên hà xoắn ốc khổng lồ với 1.000 tỷ ngôi sao, đang lao về phía ngân hà của chúng ta với tốc độ chóng mặt. Khi hai thiên hà này hợp nhất, những trận va chạm giữa các ngôi sao, những lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm và những lực kéo khủng khiếp sẽ tạo ra cảnh tượng hùng vĩ và đầy hỗn loạn. Nhưng điều này chỉ là một phần của câu chuyện vũ trụ vô tận. Liệu những va chạm này chỉ là sự hỗn loạn ngẫu nhiên hay là một phần của kế hoạch vĩ đại nào đó? Hãy tiếp tục hành trình khám phá để tìm ra câu trả lời. Thiên hà Andromeda đang lao về phía ngân hà chúng ta với tốc độ đáng kinh ngạc, khoảng 68 dặm mỗi giây, tương đương gần 110 km mỗi giây. Và nếu bạn ngược lên bầu trời đêm không trăng, bạn có thể thấy Andromeda như một đốm sáng nhỏ, chỉ bằng mắt thường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Andromeda đến gần hơn? Các cánh tay xoắn ốc của ngân hà sẽ bắt đầu bị kéo giãn bởi lực hấp dẫn của Andromeda. Các ngôi sao và hành tinh có thể mất quỹ đạo ổn định của chúng, dẫn đến hỗn loạn. Một tiểu hành tinh hoặc thậm chí một hành tinh lùn từ Andromeda có thể lao thẳng vào trái đất, phá hủy hành tinh của chúng ta chỉ trong một cú va chạm kinh hoàng. Ngoài ra, có khả năng một ngôi sao lớn từ Andromeda sẽ đụng độ với mặt trời. Nếu điều này xảy ra, ngôi sao lớn có thể nuốt chửng mặt trời giống như một bữa tiệc spaghetti vũ trụ, gây ra một vụ nổ khổng lồ tiêu diệt toàn bộ hệ mặt trời. Một kịch bản khác là hệ mặt trời có thể bị đẩy văng ra khỏi ngân hà, trôi vào không gian tối tăm lạnh lẽo. Hãy tưởng tượng một quả bóng tennis bị quăng khỏi dây, đó chính là những gì sẽ xảy ra. Trong kịch bản này, chúng ta vẫn giữ được mặt trời làm nguồn sống, nhưng bầu trời đêm sẽ trở nên trống rỗng, không còn ánh sao nào. Nhưng thực tế, khoảng cách giữa các ngôi sao quá lớn khiến phần lớn vật chất trong hai thiên hà có thể hòa quyện mà không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, các lỗ đen siêu nắng ở trung tâm ngân hà và Andromeda sẽ bắt đầu nhảy múa quanh nhau. Cả hai lỗ đen này sẽ hút vật chất xung quanh, từ bụi, ngôi sao đến các hành tinh, và cuối cùng hợp nhất để tạo ra một lỗ đen siêu khổng lồ. Vụ hợp nhất này
sẽ giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, tạo ra sóng hấp dẫn mạnh đến mức có thể cảm nhận được ở những thiên hà xa xôi. Các luồng năng lượng từ lỗ đen hợp nhất có thể đạt tới hàng nghìn lần khoảng cách từ trái đất đến hệ sao gần nhất Proxima Centauri. Trong khi đó, các đám bụi dày đặc ở trung tâm hai thiên hà sẽ bắt đầu tập hợp lại, nhiệt độ tăng dần và kích hoạt phản ứng hạt nhân. Kết quả là những ngôi sao mới sẽ bùng nổ thành các màn siêu tân tinh rực rỡ, giống như pháo hoa trong vũ trụ. Cuối cùng, lực hấp dẫn từ lỗ đen trung tâm sẽ kéo các cánh tay xoắn ốc của thiên hà mới lại gần nhau, tạo nên một cấu trúc hoàn thiện. Ngân Hà và Andromeda sẽ không còn là hai thiên hà riêng biệt, mà hợp nhất thành một thiên hà khổng lồ, Milkomeda. Đây sẽ là ngôi nhà vũ trụ mới của chúng ta, dù nó mang theo những ký ức đầy biến động từ quá trình hợp nhất. Tiếp tục cuộc hành trình và chúng ta đang trôi nổi qua khoảng không bao la, nơi những ngôi sao xoay tròn và cả các thiên hà rực rỡ lấp lánh như những tình vân đầy sắc màu. Nhưng hãy cẩn thận, những thiên thể tuyệt đẹp ấy không chỉ là hình ảnh lung linh. Chúng có thể bất ngờ sụp đổ dưới sức nặng của chính mình và phát nổ như những siêu tân tinh rực rỡ. Cẩn thận khi tiến gần lỗ đen, sức hút kinh hoàng của nó có thể nuốt chửng bạn như một con quái vật không gian chờ đợi để xé toạc mọi thứ. Ở trước mặt chúng ta, một bức tường phát sáng khổng lồ. Nếu bạn nhìn kỹ, mỗi điểm sáng trên đó là một thiên hà và tổng cộng có hơn 100.000 thiên hà. Bức tường này chứa một lượng sao khổng lồ, lên tới 1.000 tỷ ngôi sao tương tự như mặt trời của chúng ta. Đây chính là bức tường Nam Cực, một cấu trúc khổng lồ nằm cách trái đất khoảng 500 triệu năm ánh sáng. Để dễ hình dung, ngôi sao gần nhất với chúng ta, Proxima Centauri, chỉ cách 4,2 năm ánh sáng, nhưng ngay cả với tốc độ tên lửa hiện đại, chúng ta sẽ mất khoảng 73.000 năm để đến đó. Bức tường Nam Cực có chiều dài khoảng 1,4 tỷ năm ánh sáng, lớn hơn Ngân Hà, vốn chỉ rộng 100.000 năm ánh sáng tới 14.000 lần. Đây là một trong những cấu trúc lớn nhất mà chúng ta từng khám phá, minh chứng cho sự kỳ diệu và phức tạp của vũ trụ. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy nó? Chính Ngân Hà đã che khuất tầm nhìn của chúng ta. Tựa như cố gắng ngắm sao trong một thành phố ngập tràn ánh sáng ô nhiễm, bức xạ mạnh mẽ từ Ngân Hà làm lũ mờ những gì ở phía xa. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra bức tường này thông qua dịch chuyển đổ, dấu hiệu cho thấy các thiên hà đang trôi dắt ra xa. Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Bức tường Nam Cực chưa là gì so với bức tường Hercules Corona Borealis, một siêu cấu trúc khổng lồ dài khoảng 10 tỷ năm ánh sáng, chiếm tới 10% vũ trụ quan sát được. Nó được phát hiện nhờ các vụ nổ tia gamma, những sự kiện điện tử mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, có thể chiếu sáng cả những vùng xa xôi nhất. Một cấu trúc khổng lồ khác trong vũ trụ là nhóm quasar lớn, Large Quasar Group, LQG, với chiều dài lên tới 4 tỷ năm ánh sáng và chứa ít nhất 73 quasar. Những quasar này là các lõi thiên hà hoạt động, nơi các lỗ đen siêu khổi nuốt chửng vật chất, tạo ra năng lượng mạnh gấp hàng trăm lần tổng lượng bức xạ của toàn bộ ngân hà. Nhờ ánh sáng cực mạnh, tựa như những ngọn hải đăng vũ trụ, quasar đã trở thành công cụ quan trọng để nghiên cứu sự vận động và tiến hóa của vũ trụ ngay từ thời kỳ sơ khai. Một trong những quasar xa nhất được phát hiện cách chúng ta 13,1 tỷ năm ánh sáng, hình thành chỉ 670 triệu năm sau Big Bang. Nó là minh chứng cho sự lâu đời của vũ trụ, tồn tại từ rất lâu trước khi hệ mặt trời của chúng ta ra đời và vẫn đang chiếu sáng đến ngày nay. Ở trung tâm của các cấu trúc vũ trụ khổng lồ, các nhà khoa học đã tìm thấy những lỗ đen siêu lớn, với khối lượng gấp hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ lần mặt trời. Những cấu trúc khổng lồ này chính là những khối xây dựng cơ bản của vũ trụ. Để hiểu rõ hơn, hãy bắt đầu từ hệ mặt trời của chúng ta, nơi ngôi sao quen thuộc của chúng ta nằm trong thiên hà Milky Way. Khi thu nhỏ tầm nhìn, Milky Way chỉ là một phần của nhóm địa phương, Local Group, bao gồm Andromeda, thiên hà Triangulum và vài chục thiên hà nhỏ hơn, tất cả được liên kết bởi lực hấp dẫn. Kích thước của nhóm này khoảng 10 triệu năm ánh sáng, tức là rộng gấp 100 lần thiên hà của chúng ta. Tiếp tục thu nhỏ, chúng ta thấy siêu cung Virgo lớn hơn nhóm địa phương khoảng 20 lần và chứa khoảng 10 đến 20.000 thiên hà, với khối lượng tổng cộng khoảng 1,5 triệu tỷ lần khối lượng mặt trời. Thu nhỏ hơn nữa là siêu cung Laniakea, một cấu trúc lớn hơn gấp nhiều lần siêu cung Virgo, bao gồm các siêu cung nhỏ hơn. Laniakea được ước tính chứa hơn 100.000 thiên hà. Tiếp tục thu nhỏ hơn nữa, chúng ta đến với siêu cung sông ngư, Cetus, Pisces Cetus Supercluster Complex, một cấu trúc khổng lồ trải dài khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Cấu trúc này bao gồm hơn 60 cụm và siêu cụm thiên hà, mỗi cụm chứa hàng trăm đến hàng ngàn thiên hà, tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Tổng số thiên hà trong siêu cụm sông ngư Cetus được ước tính lên đến hàng triệu, phân bố trên một không gian rộng lớn của vũ trụ. Khi nhìn toàn cảnh, vũ trụ quan sát được chứa hơn 2.000 tỷ thiên hà.
mỗi thiên hà có hàng trăm triệu đến hàng nghìn tỷ ngôi sao. Các thiên hà này không phân bố ngẫu nhiên mà tạo thành những sợi và tường lớn, được phân cách bởi các khoảng trống vũ trụ, những vùng không gian gần như hoàn toàn trống rỗng. Vũ trụ quan sát được có một cấu trúc phức tạp với các chuỗi và bức tường của các thiên hà. Tuy nhiên, giữa các cấu trúc này là những khoảng trống khổng lồ, được gọi là voids, khoảng trống, nơi có rất ít phân tử và các thiên hà. Những khoảng trống này nổi bật vì sự vắng lặng và lạnh lẽo, được hình thành sau vụ nổ lớn khoảng 380.000 năm và có thể trải dài đến 1 tỷ năm ánh sáng. Mặc dù có vẻ như những khoảng trống này chứa ít thiên hà, nhưng thực tế, mỗi khoảng trống có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thiên hà với hàng nghìn tỷ ngôi sao. Một số nhà khoa học cho rằng những khoảng trống này có thể là kết quả của vụ va chạm lớn nhất trong lịch sử vũ trụ, một cuộc va chạm giữa các vũ trụ. Có một giả thuyết cho rằng vũ trụ của chúng ta giống như một quả bong bóng khổng lồ, bao quanh mọi thứ, các bức tường, chuỗi thiên hà và không gian rộng lớn. Nhưng hãy thử tưởng tượng rằng không chỉ có một, mà vô số bong bóng như vậy, mỗi bong bóng đại diện cho một vũ trụ khác nhau hoặc thậm chí là các thế giới song song. Nhiều năm trước, một bong bóng có thể đã đến gần bong bóng của chúng ta. Các bức tường của hai vũ trụ chạm vào nhau, kết nối trong một khoảng thời gian. Cảnh tượng này giống như hai giọt nước hòa làm một. Nhưng khi vũ trụ đó tiếp tục di chuyển, khu vực nơi hai bong bóng kết hợp dần trở nên mỏng hơn cho đến khi kết nối bị đứt và hai vũ trụ tách ra. Trong quá trình tách biệt, vũ trụ kia đã xé một phần vật chất từ bong bóng của chúng ta, cuốn tất cả các thiên hà trong vùng siêu khoảng trống khô cằn đó sang một vũ trụ khác. Có giả thuyết cho rằng, nếu chúng ta có thể vượt qua những giới hạn hiện tại, một ngày nào đó, chúng ta có thể bay qua bức tường của vũ trụ mình và đến những bong bóng khác. Tuy nhiên, hành trình này có thể mất hàng tỷ năm và thậm chí lâu hơn để băng qua khoảng không liên vũ trụ. Đó là lý do các nhà khoa học gợi ý rằng chúng ta có thể sử dụng các cộng không gian hoặc lỗ sâu như những cánh cửa xuyên qua không gian. Hành trình, thay vì kéo dài hàng triệu năm, giờ chỉ mất vài phút. Một số nhà khoa học còn cho rằng những lời tắt như vậy có thể nằm bên trong các lô đen. Nhưng làm thế nào để sống sót khi rơi vào một lô đen? Bí quyết là chọn một lô đen đủ lớn, ví dụ như lô đen siêu lớn ở trung tâm các thiên hà. Trong các lô đen nhỏ, lực hấp dẫn chênh lệch giữa đầu và chân bắn rất lớn, khiến bạn bị kéo giãn ra như sợi mì spaghetti. Nhưng với lô đen siêu lớn, lực hấp dẫn tăng dần một cách nhẹ nhàng. Vì chúng nặng gấp hàng triệu lần mặt trời và có kích thước khổng lồ, lực hấp dẫn giữa đầu và chân của bạn gần như bằng nhau, giúp bạn không bị nghiền nát ngay lập tức. Nếu một ngày nào đó, bạn thực sự sống sót khi rơi vào một lỗ đen siêu lớn, bạn có thể tìm thấy mình ở một vũ trụ khác, nơi các định luật vật lý hoàn toàn khác biệt. Nhưng hiện tại, tất cả những điều này vẫn chỉ là lý thuyết. Giới hạn tưởng tượng của con người có thể vô hạn, nhưng những gì chúng ta có thể chạm tới vẫn luôn là hữu hạn. Khám phá vũ trụ cũng vậy, những gì chúng ta đã khám phá cho đến nay chỉ là một phần rất nhỏ trong một vũ trụ rộng lớn, hoặc thậm chí có những giới hạn quá xa xôi, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chính sự tò mò và khát khao tìm hiểu không ngừng của con người sẽ đưa chúng ta gần hơn với những bí ẩn chưa từng được giải mã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hôm nay. Đừng quên ủng hộ kênh Kitten Explorer bằng cách đăng ký và nhấn like nếu bạn thấy video hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những khám phá tiếp theo.